hơn đấy. Mũi đốt em à? Phải con mũi.
chưa? Mấy chưa? Ôi, bếm lên nha, bếm lên đi. Thấy chưa? Thiếu ngã bây giờ bếm lên. Thấy chưa? Thế mẹ cho cái dép kia đéo đi. Mẹ không có quên. Lấy khoai không? Cho củi to nhá. Chỗ này còn. Đây, hai tay. Đây, củi này không? Đấy. Ôi, rơi rồi. Khoai ơi. Đây đây. Đây nữa này. Dạ. Hả? Cô cắm đi cơm nha. Cơm hoặc là nấu một tôm ăn được các thứ. Ui, ui, sắn. Ui, vừa sao lại đẹp lên. Để xuống này. Để ăn mới làm được chứ, còn không thì làm thế nào được. Được rồi. Không lấy à? Dạ. Không, cũng qua là của hồi nhưng mà lấy không cho hồi. Hồi mà. À. Hồi 50 cân mà các cháu 50 cân. À. Hồi cũng vừa ăn thì lấy mà. Bà sống ít cơm. Không phải là ít cơm. Hồi vừa về à bà? Hồi vừa ăn cơm vừa về rồi. À. Quá, còn nếu nó nhiều là bọn miền Nam ra lấy đấy. Nó làm mì chính nhỉ. À, à. Cái khoai lang ở trong miền Nam nhiều lắm. Bình Thuận bên ấy nó lấy trồng khoai nhiều lắm. Thank you.
đâu, cà chua này chín tươi luôn này này. Xanh cái này là các bà biết. Mà có 10.000 một cân bảo lấy ơi, tiền để mua thuốc ngủ. Hết chỗ này luôn.
này bà cũng lấy. Biết rồi. Đây, toàn củ chín chó này. Đấy. Khoai dài dài này là mới là khoai ngon cả. Cần đi, còn hết cái này đi. Có hà không đây? Bà nhìn khoai hết rồi. Hà thì buồn. Hà bà 10 củ nhưng 10 củ luôn. Bà bé mà bà. Đấy, của bà ông hay ăn. To dài to thế, xoài này xoài to thật. Nhà đấy, dọn nhà cùng bố đấy. Đi, đi vào nhà đi. Nhà, nhà cùng bố đấy. Nhà, đi. Cái ghế cho bố em ngồi ra. Bố em ngồi nè. Úi dồi, úi dồi, úi. Mẹ đi lấy củ khoai, mẹ bán khoai xong rồi mẹ mua ấy rồi, mua đồ ăn về, bây giờ mẹ nấu cơm ăn nhé. Ui giời, cái chân này, cái chân nấu cơm ăn nhé. Hai bố con vừa phát vườn rồi. Ở nhà phát vườn đấy, ở nhà bố đấy ngoan lắm. Tuy thật. Mũi đốt phải không nhỉ? Mũi đốt em à? Phải con mũi đốt em không? Tâm tâm tâm. Mẹ nấu cơm nhé. Mẹ nấu cơm ăn mâm nhé. Ui giời, mình đi xem mẹ nấu cơm đi. Xem mẹ nấu cơm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây đây đây. À đây đây. Mà nhiều thế hả? Em buồn ngủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.